này chắc bình thường. Bé khé quá rồi nên làm bé đánh đầu quậy ghê bé. Khé quá rồi nên làm nhoi ghê. Siêu phẩm nhưng mà cũng ngon đúng không? Đúng không? Chị lại đó. Không Cường. Cái này không siêu phẩm nhưng mà cũng gọi là ngon đúng không? Chị thấy trồng vinh mà.
trang 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 trang. Ví dụ như như anh Cường mà chưa quyết định xác định được phương hướng là cứ đứng nhìn chỗ không lạ. Đi chỗ để tìm một nơi từ từ bình tĩnh. Đi này này. Thấy không? Chắc ai gọi nữa cái chát số của anh thì không lo, không quan trọng. Số nó của ông bà. Ừ. Chắc hỏi người nào trời chưa đón nó ai đồ họ có đón không cho đi đón vậy. Chứ ông nghĩ không được ông chửi. Rồi nữa à? Được cái tháng phút. Ông bà gọi cho em ta. Lỡ rồi.